Chúng ta thấy rằng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thì rất đa dạng, do đó dẫn tới cũng có nhiều loại chứng từ khác nhau. Vì vậy, để chúng ta có thể dễ dàng quản lý các loại chứng từ này thì trước hết cần phải phân loại chứng từ. Có 4 cách để phân loại chứng từ. Thứ nhất là phân loại chứng từ theo thời gian lập thì chúng ta có chứng từ gốc và chứng từ tổng hợp. Chứng từ gốc là chứng từ được lập ngay tại thời điểm phát sinh các nghiệp vụ kinh tế. Chứng từ tổng hợp đó là cái chứng từ được lập dựa trên cơ sở tổng hợp thông tin từ nhiều các chứng từ gốc cùng loại, tức là có cùng cái nội dung kinh tế. Cách phân loại thứ hai là theo công dụng của chứng từ thì chúng ta thấy được chia ra thành chứng từ mệnh lệnh và chứng từ chấp hành. Các bạn hết sức lưu ý căn cứ để ghi sổ kế toán là chúng ta phải dựa vào chứng từ chấp hành chứ không phải là chứng từ mệnh lệnh. Tôi lấy ví dụ, nhân viên sau khi đi công tác về và yêu cầu công ty thanh toán tiền công tác phí. Đầu tiên nhân viên này sẽ lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán này là chứng từ mệnh lệnh. Sau khi chứng từ này được thủ trưởng đơn vị phê duyệt, kế toán sẽ tiến hành chi tiền mặt trả cho nhân viên này. Và khi đó kế toán lập ra phiếu chi. Trong trường hợp này phiếu chi chính là chứng từ chấp hành. Và căn cứ để ghi sổ kế toán, nghiệp vụ xuất quỹ tiền mặt phải là phiếu chi. Tiếp theo, phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế thì chúng ta thấy chia ra thành nhiều loại. Chứng từ có liên quan tới tiền mặt như phiếu thu, phiếu chi. Chứng từ có liên quan tới vật tư như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, vân vân. Theo địa điểm lập chứng từ thì chúng ta có chứng từ bên trong và chứng từ bên ngoài. Chứng từ bên trong là chứng từ do các bộ phận chức năng bên trong doanh nghiệp lập ra. Ví dụ khi thủ quỹ chi tiền trả lương cho cán bộ công nhân viên, kế toán lập phiếu chi thì đây là chứng từ bên trong doanh nghiệp. Thế còn trong trường hợp nhân viên thu mua đi mua hàng hóa vật tư ở bên ngoài và nhận cái hóa đơn do bên bán hàng cung cấp thì chúng ta thấy cái hóa đơn này là chứng từ bên ngoài.